Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay 17 tháng 7 năm 2019, thứ tư, thì tôi có mặt ở đây ở ngay phía trước của một cái bệnh viện lớn ở Berlin. Phía sau lưng tôi là một bệnh viện rất lớn. Ở đây thì rất nhiều những người Việt Nam khi mà mỗi lần có những cái vấn đề về sức khỏe, họ có thể đến đây khám, họ chữa bệnh, và đặc biệt là khi họ đa số những người đó đã đóng bảo hiểm thì những cái bác sĩ ở đây được tận tình cứu chữa, và những cái bảo hiểm đó họ sẽ trả tiền cho cái việc cứu chữa mà cái người bệnh nhân không phải tự trả thêm những khoản tiền nào. Và các bạn cùng xem, đây là bệnh viện, đây là bệnh viện của Berlin. Và cũng những cái bệnh viện như thế này vào những cái thời năm 68, 1968 và 1969 tại Việt Nam cũng có những cái bác sĩ của Cộng hòa Liên bang Đức tới miền Nam Việt Nam để họ thành lập những cái bệnh viện như vậy ở Huế và nhiều nơi khác. Và nhiều bác sĩ đã sang Việt Nam tình nguyện, bác sĩ Đức đã sang Việt Nam tình nguyện để đến cứu chữa cho bệnh nhân là những cái người dân, là những người lính bị thương và là nhiều những cái bệnh tật khác. Và ở đó, chính ở Việt Nam, nhiều người đã phải trả giá bằng chính cái tính mạng của mình, đó là đã bị giết hại trong cái cuộc chiến tranh năm 1968 đến 69. Và một trong những cái người bác sĩ mà đã bị giết hại đó, đó là đây là hình ảnh của ông bác sĩ bị giết hại. Đây, các bạn sẽ xem. Đấy. Đấy. Thì đây là bác sĩ Đức, đây là bác sĩ Đức thành lập Đại học Y khoa Huế, đã bị những cái người đồng đội và của ông Hồ Ngọc Thắng bắn chết khi những người bác sĩ Đức, chính những người bác sĩ Đức đến Việt Nam để cứu chữa cho người dân Việt Nam. Thì đấy là cái thông tin mà các bạn có thể tra cứu trong cái chia sẻ của chúng tôi ngay sau đây, sau chương trình live trực tiếp này. Có nghĩa là rất nhiều người bác sĩ đã đến Đức, của Đức đã đến Việt Nam để thành lập bệnh viện ở Huế, và ở đó họ đã bị chính những người đồng đội và của ông Hồ Ngọc Thắng bắn chết khi mà họ đến cứu giúp người Việt Nam. Và không biết rằng là trong cái thời gian đó thì ông Hồ Ngọc Thắng hoặc là những cái người đang ở đâu, bởi vì là các bạn cũng đã biết ông Hồ Ngọc Thắng là cái người mà đã được phía nhà cầm quyền Việt Nam liên tục đưa những bài viết phản biện lại cái tự do và dân chủ tại Cộng hòa Liên bang Đức lên trên báo Nhân dân. Và đây hình ảnh của ông Hồ Ngọc Thắng, ông ta đã tự khoe rất nhiều bài báo mà ông ta viết để ủng hộ thể chế độc đảng, độc tài của Việt Nam khi mà ông ta đang sống ở chính cái nơi nhà nước tự do và dân chủ Cộng hòa Liên bang Đức. Và ông Hồ Ngọc Thắng trong thời gian vừa qua, các bạn tôi cũng đã chia sẻ trong chương trình vừa thứ nhất, thì những cái huy chương tức là dũng sĩ, những cái huy chương của dũng sĩ diệt Mỹ thế này thì ông Hồ Ngọc Thắng đã được cấp. Và như vậy là trong cái huy chương này ghi rất rõ là phải giết bao nhiêu người Mỹ và giết bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng hòa thì mới được cái huy chương như thế này. Thì đấy là cái huy chương mà ông Hồ Ngọc Thắng đã được phía quân đội Việt Nam cấp. Và những cái nạn nhân, tức là những cái nạn nhân của chính những cái huy chương đó, những cái người mà bị giết hại như vậy, thì lại là rất trớ trêu thay, đó là những người Đức. Đó là những người Đức, đấy là những cái người mà từ nước Cộng hòa Liên bang Đức đang chỗ chúng tôi đang sống, khi mà họ đang công tác ở trong những cái bệnh viện như thế này. Đây, họ sang phía Việt Nam, sang Việt Nam để họ thành lập cái bệnh viện giúp đỡ dân Việt Nam, thì chính họ lại bị những cái người như ông Hồ Ngọc Thắng tham gia vào quân đội và sau đó đã bắn chết họ ngay trên cái bệnh viện mà họ đang làm việc ở Huế và nhiều nơi khác. Và cái thông tin thứ hai mà tôi xin cung cấp, đây là hình ảnh rất rõ của những cái người bạn của của những cái vị bác sĩ Đức này. Họ đã bị những người đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng giết chết. Họ đã chia sẻ trên rất là nhiều những cái báo chí Đức hoặc là những cái trang truyền thông, và nói rằng họ biết rất rõ là còn đâu nữa bác sĩ Ryan Mitchell, người bác sĩ trẻ tuổi. Đây, họ biết rất rõ, người bác sĩ trẻ tuổi, điềm đạm và trầm tĩnh, vui tính và nhân hậu, nhưng nghiêm khắc, ngày đêm ở khu truyền nhiễm với tương lai rực sáng, nhớ lại những family party, có nghĩa là những cái cuộc liên hoan gia đình, thầy và cô thỉnh thoảng mở ra, mời sinh viên một lớp, một vài lớp đến để dự, trong apartment, tức là trong cái phòng ấm cúng, ở bên bờ sông Bến Ngự, đây sông Bến Ngự, đây là bác sĩ Đức này đã công tác ở sông Bến Ngự ở Huế. Thầy và cô hạnh phúc bên nhau như đôi vợ chồng mới cưới, thức ăn nhẹ, rượu chát đỏ, vừa chuyện trò với đám sinh viên và nghe những tấu khúc hát của Mozart trong không gian của buổi chiều nắng tắt, và chỉ còn lại ánh đèn vàng của gian phòng ấm cúng, hạnh phúc của thầy cô và bình yên và vào miên viễn đến chừng nào. Tức là cái người bác sĩ này, thì đây là cái tâm sự, đây là tâm sự của một cái học sinh
học sinh của ông vị bác sĩ người Cộng hòa Liên bang Đức này đã đến Huế để thành lập cái bệnh viện ở đó, thành lập Đại học Y khoa Huế. Đấy là cái người bác sĩ này. Và sau đó ông ta đã bị những cái người đồng đội, những cái đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng bắn chết. Và không biết là lúc đấy ông Hồ Ngọc Thắng có trong cái đoàn quân đấy hay không, nhưng mà rõ ràng là ông ta có cái huy chương Dũng sĩ diệt Mỹ. Đấy, thì Dũng sĩ diệt Mỹ. Nhưng mà đây là những cái người bác sĩ Đức, họ chỉ sang Việt Nam để làm công tác nhân đạo, để giúp người dân Việt Nam mà thôi. Nhưng mà họ cũng bị những người đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng bắn chết. Thế nhưng ông Hồ Ngọc Thắng sống ở bên Đức lại vẫn tiếp tục ca ngợi cái Đảng Cộng sản, ca ngợi cái nơi mà đã phát sinh ra những cái kẻ độc tài và đã bắn chết những người bác sĩ Đức này. Và đây các bạn thấy hình ảnh đây của ông bác sĩ, là thi hài của bác sĩ Roem Dessen người Đức. Đây là cái hình ảnh rất rõ, họ chụp lại các bạn thấy không, đây thi hài, tức là khi mà bị bắn chết bác sĩ người ta đang làm việc ở Đại học Huế, Đại học Y khoa Huế, thì bị quân của những người đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng đến bắn chết và vứt xác ở như vậy. Đấy, thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Mặc dù vậy thì ông Hồ Ngọc Thắng vẫn tiếp tục ca ngợi Đảng Cộng sản và vẫn ca ngợi cái chính quyền ở trong nước. Và ông ta không biết rằng là những cái người mà đồng đội của ông ta hoặc là có thể là bản thân ông ta, đấy có thể, cái đấy là phải đặt câu hỏi, cái đấy phải điều tra thêm. Bởi vì rõ ràng là những cái thông tin mà người lính đã bắn chết ông bác sĩ người Đức. Đây là cái hình ảnh mà ông Hồ Ngọc Thắng, chúng tôi cũng vừa chia sẻ lúc nãy, là ông Hồ Ngọc Thắng cùng đồng đội thăm lại thành cổ Quảng Trị. Đấy, tức là đồng đội mà, đồng đội tức là những người bạn chiến đấu của ông Hồ Ngọc Thắng. Đấy, tức là ông ta cùng cầm súng thời gian đó để ông ta bắn chết rất nhiều người. Và chính vì vậy ông ta có danh hiệu Dũng sĩ, và một trong những người mà bị phía những cái đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng bắn chết. Đấy là những bác sĩ người Đức. Và bên cạnh đó nữa còn có những cái chia sẻ thêm, đây là hình ảnh thêm của những cái người bác sĩ khác, như những người đang công tác ở những bệnh viện như thế này. Họ đã sang Việt Nam để công tác trong thời gian 1968, 69 và năm 68 họ đã bị giết chết ở Huế khi mà đang cứu giúp nhân dân Việt Nam. Đây là chia sẻ của một cái người học sinh của những cái bác sĩ này. Họ lại nói thêm về cái cô bác sĩ này là phụ tá giáo sư bệnh lý nội thương, bác sĩ thường trú khu truyền nhiễm. Đây là cái bác sĩ Arthur Koster. Đấy, bác sĩ Arthur Koster thì rất rõ. Đấy, các bạn thấy không? Là những vị đóng góp công lao và tâm trí rất nhiều cho việc khai sáng Đại học Y khoa Huế. Những vị với lương tâm, chức nghiệp cao quý vào lòng vị tha vô bờ với bệnh nhân đã mãi là gương sáng của chúng tôi. Những vị đã bỏ mình nơi quê hương vì tâm hồn bác ái và tình nhân loại. Tết Mậu Thân 1968. Đây là một trong những bác sĩ tiếp theo đã bị đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng giết chết khi họ đến làm việc tại Huế. Đây là bác sĩ Arthur Koster. Đấy, các bạn xem, và tôi sẽ chia sẻ tiếp cái này trong cái link. Và những cái thông tin thế này chắc các bạn cũng không biết được và ít biết lắm. Đấy, thế nhưng mà đấy là cái thông tin sự thật là như vậy. Và ngoài ra thì rất nhiều bác sĩ Đức cũng đã bị không những bị giết chết mà còn họ còn bị bắt cóc, như là bị phía cái đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng, hoặc là có thể là ông Hồ Ngọc Thắng cũng trong cái đoàn quân đó cũng nên. Thì cái điều đó thì phải điều tra mới biết được. Bởi vì là không biết là ông ta lúc đấy chiến đấu ở cái chỗ nào, nhưng mà rõ ràng ông ta có đến Quảng Trị và gặp cùng người đồng đội cũ, tức là cùng chiến đấu cái thời gian đó của ông ta, tức là những người đã đi giết và bắt cóc những người bác sĩ đó. Và có những người bác sĩ, tức là những người mà năm nhân viên của tổ chức từ thiện tại Đức, là họ đến là giúp về y tế của Đức. Đây, các bạn xem đây hình ảnh, tôi xin chia sẻ thêm. Đây là năm nhân viên tiếp tục là đã bị Việt Nam, bị lính của Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam bắt cóc vào ngày 27 tháng 4 năm 1969. Đấy, bắt cóc từ lúc họ đang đi giúp đỡ Việt Nam thôi. Họ làm trong một cái tổ chức từ thiện của Đức thôi, và đến Việt Nam, đến Đà Nẵng để giúp đỡ những cái người dân Việt Nam bị khó khăn về y tế, bị rồi khám chữa bệnh, giúp bệnh viện làm những cái việc cứu thương, cứu chữa. Thế nhưng mà bản thân những năm người mà làm ở tổ chức từ thiện này, là năm người Đức này, thì đã bị quân đội nhân dân Việt Nam bắt giữ. Trong đó thì tôi không biết là có ông Hồ Ngọc Thắng hay không, thì đấy là cái điều mà cần phải điều tra tiếp. Và ông ta, bởi vì ông Hồ Ngọc Thắng cũng có thời gian chiến đấu ở trong chiến trường ở Quảng Trị như ông ta đã tự chia sẻ. Đấy, và năm người bác sĩ này, năm người làm việc, nhân viên làm việc cho từ thiện của Đức này, làm việc ở Việt Nam, đã bị Việt Nam bắt giữ. Và sau đó họ đưa năm người này ra nhốt, tức là đi từ Đà Nẵng phải đi bộ ra tận Hà Nội để nhốt vào nhà tù Hỏa Lò. Thì trên cái quãng đường đi đó thì đã 5 người thì bị chết mất 3, tức là có thể là do mệt mỏi, do đói khát, do bệnh tật, do những cái
thứ khác nữa, và 5 người Đức này đã bị chết, 3 còn có 2 người thôi. Đấy, còn có 2 người là cái người mà những cái ảnh mà có nền một, còn có 2 người mà thôi, đó là ông Quest Bass và ông và bà Monica Swint, là còn 2 người còn sống sót. Và đây là cái hình ảnh mà chúng tôi cũng đã đăng tải trong cái tờ thời báo của chúng tôi về cái 5 người Đức này đã bị đồng đội của ông Hồ Ngọc Thắng bắt cóc, và bây giờ thì họ chỉ còn về Đức còn có 2 người. Đây là cái hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ, và tôi ghi rằng là nữ tù binh duy nhất tại nhà tù Hỏa Lò, một nữ y tá người Tây Đức đã qua đời, tức là bà ta vừa rồi qua đời ở Đức rồi. Thế nhưng mà bà ta là một nữ tù binh duy nhất, nữ tù binh tại nhà tù Hỏa Lò, nhưng lại là người Đức chứ không phải là người Mỹ hay sao, bởi vì bà ta đã bị bắt cóc, tức là cùng với 4 người khác, tổng cộng là 5 người bị bắt cóc và đưa ra nhốt ở Hỏa Lò. Nhưng mà trên đường đi thì như tôi cũng vừa nói là chết mất 3 còn có 2, và đây là 2 người còn lại, hình ảnh 2 người còn lại đã được trở lại Đức, tức là nữ y tá Đức Monica Swint, 31 tuổi, sau gần 4 năm tù giam cầm đã mừng rỡ khi đặt chân trở lại quê hương từ tháng 3 năm 1973, tức là bà ta đã bị nhốt khoảng 4 năm tù ở trong nhà tù Hỏa Lò, và sau đó đã được theo Hiệp định Paris thì bà ta đã được trả lại tự do, và 3 người bạn của bạn của họ thì mãi mãi không bao giờ quay lại Đức được nữa, thì bởi vì họ đã bị những người đồng đội của ông Hồ Thắng ám hại, tức là bắt cóc và sau đó là dẫn ra ngoài miền Bắc và sau đó chết trên đường. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi xin cung cấp. Và đấy là những cái người mà có tiểu sử, nhưng ông Hồ Ngọc Thắng có tiểu sử rất là ghê gớm. Tức ông ta là dũng sĩ diệt Mỹ, ông ta phải giết rất nhiều người Mỹ, rất nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa thì mới có thể là dũng sĩ diệt Mỹ. Và rất nhiều trong đó, trong những người bị bắt cóc, bị giết đó thì cũng lại có rất nhiều những bác sĩ là những cái người mà đang làm trong những cái bệnh viện như phía sau của tôi đây. Đấy, là họ làm công tác từ thiện ở Việt Nam thôi. Thì đấy là điều rất nguy hiểm và rất dã man của những cái thể chế độc tài, họ sử dụng những con người như vậy. Nhưng ông Hồ Ngọc Thắng là mặc dù là như vậy nhưng mà sang Đức, họ vẫn nước Đức vẫn cho học, tức là thời Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là Cộng sản. Và sau này nước Đức thống nhất thì ông ta vẫn được nước Đức cho làm việc ở trong một cái cơ sở, đó là sở di trú và tị nạn của Cộng hòa Liên bang Đức, nơi ông ta đã làm việc gần 30 năm. Và gần đây nhất thì sau cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì ông Hồ Ngọc Thắng mới bị đuổi việc, bởi vì họ nghi ngờ rằng là có thể có những cái thông tin nội bộ ở phía trong sở lao động, sở di trú này đã bị đưa ra ngoài cho mật vụ Việt Nam. Thì đây phải nói là một con người mà ăn lưng Đức nhưng lại đã từng ám hại người Đức. Ám hại là một cái từ nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ là khi cầm súng mà thành dũng sĩ diệt Mỹ thì phải bắn giết rất nhiều người, mà trong đó là không loại trừ là có những người Đức. Đấy, thế thì cái điều này chắc chắn là sau cái livestream này của chúng tôi sẽ được chia sẻ thêm với các bạn bè quốc tế bằng những ngôn ngữ tiếng Đức hoặc bằng tiếng Anh, để cho người Đức và người Anh biết rằng là thực sự những con người như vậy là như thế nào. Những người mà được Việt Nam đưa sang và sau đó nước Đức sử dụng, và bản thân họ lại có lỗi gì với nước Đức mà phía Đức chưa chắc đã biết. Đấy, thì đây là cái điều mà rất nghiêm trọng. Và không phải chỉ một con người như vậy mà chúng ta vẫn còn chứng kiến khá nhiều, một số người, không nhiều nhưng mà một số người vẫn tiếp tục ủng hộ cái thể chế độc tài độc đảng ở trong nước. Ví dụ như đây là trường hợp mà tôi đã đưa ngày hôm vừa rồi, nhưng mà xin phép nhắc lại một chút để cho những cái người mà chưa có thời gian theo dõi, chưa biết thì có thể theo dõi vào chương trình phát hôm nay. Đó là ví dụ như là cái Facebook của tên là Tú Anh Đinh. Tú Anh Đinh tức là nếu mà tiếng ngược lại thì có thể là Đinh Tú Anh. Đây, họ vẫn tiếp tục có những cái kết bạn với cả ông Hồ Ngọc Thắng, và họ vẫn tiếp tục chia sẻ những cái đây là họ chia sẻ những cái đe dọa đối với những người làm báo như chúng tôi, hoặc là những cái blogger như Bùi Thanh Hiếu, hoặc là những cái người mà có tiếng nói không như là Đảng Cộng sản trong nước mong muốn, thì họ đe dọa bằng nhiều hình thức, ngay cả đe dọa bằng cái việc mà đưa lên Facebook cá nhân và sau đó là chửi rủa và kêu gọi là đánh bom bẩn của những cái hội nghị của Đức như thế này. Đây là họ ghi rất rõ là Berlin cũng có một hội trộm chó, ai tham dự mang theo mắm tôm, giềng xả và rượu. Đây các bạn xem cái lời lẽ của những cái dư luận viên này, cái mạng lưới dư luận viên này, là cái người này ở Berlin thì rất là ghê gớm. Đấy, bởi vì họ sẵn sàng là tức là hành động một cách rất là quyết liệt bằng kêu gọi những người khác, tức là không phải hành động một mình mà họ kêu gọi rất nhiều người mang theo mắm tôm, giềng xả, rượu đến cái hội nghị Đức này để phá. Đấy, đây là hội nghị về báo chí mà tôi với nhà văn Bùi Thanh Hiếu cùng làm, và tổ chức phóng viên biên giới cùng làm trong tòa báo TASS, tức là một tòa báo của Đức. Tức là họ rất ngang nhiên và rất họ không sợ gì pháp luật ở bên này cả. Họ ngang nhiên họ làm như vậy. Đấy, đe dọa như vậy.
Đấy, đấy là cái điều. Và cái đe dọa tiếp theo mà tôi xin chia sẻ thêm của những cái người mà chưa có dịp biết trong cái lần này, thì đấy là đe dọa của những cái dư luận viên tại Berlin thêm một người khác nữa. Đây là cái cô mà cô ta đã ra chửi bới cái đoàn biểu tình của người Việt Nam ở ngay cổng thành Brandenburg Tor, tức là ở trung tâm Berlin, ở biểu tình chống cái việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì những cái người như thế này chạy ra và họ đã chửi bới những người biểu tình đó, và họ bênh vực cộng sản, và họ làm những cái động tác mà rất bất nhã với trước những người biểu tình đó. Đấy là hình ảnh của những người dư luận viên mà đang còn tồn tại trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức, mà các bạn có thể xem đây. Và ngay sau cái live stream này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái video clip mà chính những người này đã quay lên và đã phát đi để miệt thị những người biểu tình chống sự bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh của những dư luận viên tại Berlin. Và không những làm những cái việc mà làm dư luận viên, họ kêu gọi, họ hô hào, mà họ trực tiếp tham gia và làm những cái việc theo dõi những cái người làm báo chí như chúng tôi, hoặc là những cái người không cùng chính kiến với họ. Đó là việc họ chụp ảnh đưa lên mạng để đe dọa thêm. Thì đấy là cái thông tin mà tôi xin chia sẻ thêm để các những cái người chưa biết thì có thể là xem để biết thêm về cái thông tin này. Đây là hình ảnh mà khi mà tôi đang làm tin và phỏng vấn đài BBC thì cũng đã bị những cái người như vậy là họ chụp ảnh như thế này, các bạn thấy. Đấy, tôi đang ngồi đấy. Thì trong đó thì tôi đã bị cái người tên là trên Facebook có ghi là Tú Anh Đinh, tức là Đinh Tú Anh, đã chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, và dường như là họ đang đe dọa cho tôi. Và những cái bức ảnh này sau đó nhận được rất nhiều những comment tha, những cái tức là những cái người comment nói rất là thô tục của những lực lượng như là lực lượng 47 hoặc là dư luận viên ở trong nước. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải đề phòng với những con người như vậy, mà khi họ luôn luôn theo dõi, để ý. Và đây là những hình ảnh chúng ta nhận được, chứ còn những cái gì, những cái thông tin mà họ gửi cho Mật vụ Việt Nam, hoặc gửi cho Sứ quán Việt Nam, hoặc là chuyển tiếp cho những cái cơ quan an ninh Việt Nam, thì chúng tôi không thể biết được. Thì đây chỉ là những cái hình ảnh mà chúng tôi có. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy. Rất nguy hiểm, bởi vì là đấy, báo chí, làm báo chí và làm những cái việc đó là rất nguy hiểm khi mà gặp những cái trường hợp mà bị những dư luận viên theo dõi, và bị những cái người dư luận viên mà họ có cái nền, có cái gốc rất nguy hiểm ở chỗ là họ đã từng là những người phải nói là cầm súng mà dũng sĩ diệt Mỹ, mà họ hiện nay vẫn tiếp tục sống ở nước Đức và theo dõi và viết và ca ngợi cái thể chế tại Hà Nội, đó là thể chế của Đảng Cộng sản, độc đảng, độc tài và đầy tham nhũng. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình thứ hai của chúng tôi là vào ngày hôm nay 17 tháng 7 năm 2019, và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Và các bạn hãy bấm theo dõi Facebook của Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo.de cũng như YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật những cái thông tin mới nhất, và để chúng ta biết được những con người Việt Nam là những cái chùm dư luận viên, là những dư luận viên, là những cái người mà hiện nay vẫn tiếp tục sống ở trong nước Đức, hưởng thụ cái đời sống, hưởng thụ cái tự do ngôn luận và tự do báo chí, cũng như là được hưởng thụ cái chế độ xã hội đãi ngộ rất tốt của nước Đức, và con cái họ được học hành ở nước Đức, nhưng mà họ lại vẫn ủng hộ cái thể chế độc tài, độc đảng ở trong nước, ở Việt Nam, để đàn áp những cái người dân Việt Nam khác đang sống ở nước ngoài, tại Đức và châu Âu. Vâng, cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày nhiều hạnh phúc. Dạ, hẹn gặp lại.